ai mà biết đến cái tình trạng như tôi, nghĩa là chẳng nghe cái gì cả. Chịu thua có anh như không? Hay là nếu mà có nghe tiếng, ví dụ tiếng nói hoặc là tiếng động gì đó, thì những cái tiếng đó nó trả ra làm sao, còn nó là những tiếng ồn ào rất là khó chịu. Điếc hoàn toàn. Về sau tôi đã chữa nhiều thầy thuốc, bác sĩ thuốc, tây thuốc ta ở Việt Nam, trước mai là không ăn thua gì. Thế đến sang Mỹ cũng lại tiếp tục chữa mấy chục năm dùng thuốc tây thuốc ta, mà bao nhiêu những cái hearing aid chứ không có kết quả gì. Bụng tai thì tôi chặn đầu, bụng tai là tôi chặn ngay đây, không phải đây không. Giúp đỡ mình chân làm, rồi tôi đẩy máu lên. Và khi tôi đẩy máu này lên thì nó sẽ bơm lên trên nhiều bên, bên cái tai, bên là bên trên này, bên giữa này, tai, thấy không? Bơm máu vô tai. Đó, thì khi nó bơm máu vô tai á, thì cái lỗ tai đỏ lên hết mọi người thấy không? Rồi bơm cho ngoài cảnh để cho máu lên não xong rồi thì ta vê tai. Mà khi ta vê tai này hết nữa thì khi nào mà nghe thống hết cái tai này thì cái hiệu quả của nó là mới có tốt. Rồi năm ngón tay vào vô đây cho máu vô tai, cái này nóng lành xuống. Đau là tại vì hôm qua mình làm rồi, bữa nay mình làm tiếp bác mới thấy đau. Rồi mềm cổ ra. Rồi xong tay này nè, điếc hoàn của anh. Tay này điếc hoàn toàn đã lâu lắm rồi, mười mấy năm rồi, mấy chục năm rồi chứ. Đấy, nhưng mà bây giờ thầy nói như vậy là tôi nghe bằng tay này thấy rõ là nghe bằng tay này chứ không phải bằng tay này. Đó. Ước ao mình được nghe thấy những các cái tiếng đó. Đấy là cái tâm sự thực của một chàng điếc, nó là như vậy. Nhờ bác sĩ Châu, bác sĩ đã tận tình, thứ nhất là tận tình, thứ hai là phải là có tài. Không có tài thì tận tình cũng như không, là vì bao nhiêu bác sĩ khác cũng đã tận tình rồi chứ không phải không. Tôi xin thành thật cảm ơn bác sĩ Châu. Hốt đi anh em, chùm game nào anh em. Khỏe bên trong, đẹp bên ngoài, phòng ngừa bệnh, tăng đề kháng, giúp ăn ngon, ngủ ngon, tiêu hóa tốt. Liên hệ khóa học theo điện thoại Sài Gòn 0918133635, Hà Nội 0937853823. Để có trong tay đá Trường Gan cặp đá Diệu Kỳ đến tận cửa nhà, bạn hãy liên hệ thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực phía Nam, điện thoại 0125-800-2299 hoặc 0937-853-823. Hà Nội và các khu vực phía Bắc, điện thoại 0123-218-6688 hoặc 0983-581-652.